Xin chào anh chị em và các bạn. Trong những ngày vừa qua, Thắng đã có rất nhiều những video trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về chủ đề bất động sản. Tuy vậy thì có lẽ là những video nhóm Thắng đã phát hành không biết đã làm hài lòng quý anh chị chưa? Không biết là quý anh chị và các bạn còn muốn nghe thêm những chủ đề nào nữa? Không biết rằng là quý anh chị và các bạn muốn nghe ở khung giờ nào? Và lại càng không biết rằng là anh chị và các bạn đang quan tâm tới những cái chủ đề nào. Nếu được, quý anh chị và các bạn đừng quên để lại những cái bình luận, những chia sẻ, những cảm nhận của mình, cũng như là những cái chủ đề mà quý anh chị và các bạn đang quan tâm về lĩnh vực bất động sản, về cách xác định vị trí bất động sản, về cách định giá bất động sản, về cách làm việc với nhà môi giới hoặc làm việc với chủ nhà, về những cái phương pháp làm thế nào để chúng ta có thể tính toán và cân nhắc cái hiệu quả đầu tư trong bất động sản. Hay quý anh chị và các bạn muốn nghe một chủ đề khác, một vấn đề ngoài tài chính chứng khoán, chúng ta muốn nghe về vấn đề khởi nghiệp, chúng ta muốn nghe về các cái chủ đề về hoạt động kinh doanh, buôn bán kinh doanh, một cái nhà hàng, một cái quán cà phê, hay chỉ đơn giản là chia sẻ về làm nghề trong cái lĩnh vực là bán hàng mà quý anh chị và các bạn đang quan tâm. Đôi lúc có khi quý anh chị và các bạn lại quan tâm hơn tới cái lĩnh vực làm thế nào để có thể có một video đẹp để làm YouTube, phương pháp để làm YouTube và kiếm tiền từ YouTube, hay bất kỳ một cái chủ đề nào liên quan tới tài chính, kinh doanh, bất động sản thì đều có thể để lại để Thắng biết được rằng là quý anh chị và các bạn quan tâm tới lĩnh vực nào. Và đặc biệt, chúng tôi hiện thì đang phát hành những video hàng tuần vào 19:30 tối thứ Sáu. Nhưng theo một số phản hồi thì liệu tối thứ Sáu có phù hợp không? Hay chúng ta sẽ phát hành video vào tối thứ Bảy hay tối Chủ Nhật? Anh chị muốn phát hành video vào khi nào để tiện cho cái câu chuyện là tham khảo và chia sẻ, cùng nhau bình luận, cùng nhau đưa ra những cái ý kiến cũng như là những cái tham khảo về cái chủ đề mà quý anh chị và các bạn thực sự cảm thấy vui vẻ. Hoặc nếu quý anh chị và các bạn có một cái phương pháp nào đó mà có thể chúng tôi ra video, vừa ra video lại còn kết hợp với những cái chủ đề hài hước để chúng ta cùng chia sẻ một chủ đề, cùng chia sẻ một cái nguồn kiến thức nào đó, hay cùng chia sẻ một cái vấn đề mà đang được quan tâm nhưng lại có sự kết hợp với những cái hài hước hoặc là với những cái vấn đề mà anh chị và các bạn quan tâm, thì hãy để lại những bình luận ở bên dưới. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và sẽ cam kết phục vụ quý anh chị và các bạn ngày một tốt hơn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới sớm nhất. Và đừng quên ấn vào chuông nếu như anh chị và các bạn đã đăng ký. Hãy kiểm tra lại xem mình có ấn chuông kênh Thắng ơi hay không, để biết được rằng là nếu có ấn chuông thì nó mới cập nhật tới quý anh chị và các bạn thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.